2014, thì tính tới nay là đã được 7 năm rồi. Thì khi mà mình tiếp nhận trạm á, là lúc đó là mới có khoảng tầm 10 bé chó và khoảng tầm 5-6 bé mèo thôi. Và tới giờ thì tăng lên là được khoảng 103 bé chó với lại gần 200 bé mèo. Ngoài ra còn có gà, vịt, heo, sóc, chim cú chẳng hạn, rất là nhiều loại. Còn khoảng tầm 7-8 giờ bắt đầu sẽ qua đây dọn, 8 giờ qua đây dọn. Cho tới trưa là mình sẽ bắt đầu đi làm về công việc, về lo lấy shop với lại cũng như là trang trí tiệc của mình. Và tới tối là bắt đầu là dọn, quay là dọn tiếp vậy đó. Thì có là 5 bạn sẽ phụ trách về chăm sóc cho các bé, thì bao gồm có mình và chồng mình với lại một số bạn tình nguyện viên. Còn việc cứu hộ thì hiện tại mình chỉ còn có một bạn có thể đi cứu được cho mình thôi, nhưng mà hầu hết cái bãi đều là sinh viên, mà thì thật sự là hơi khó chỗ là khó để làm việc liên tục, tức là ngày nào bạn có nghỉ bạn có thể sẽ qua qua. Còn các ca nhẹ với lại các ca chó khỏe, chó đẹp, hoặc mèo khỏe mèo đẹp thì mình sẽ đăng lên tìm chủ mới cho từng bé đó. Thì thật sự thì những bé khỏe đẹp thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn thích, còn những bé mà bị bệnh nặng quá sẽ ít ai tiếp nhận, mà mình sẽ chọn cách tiếp nhận những bé đó. Mỗi tháng thì mình phải chia ra từ 80 tới 100 triệu, là trong đó chỉ bao gồm chi phí thuê nhà, ăn uống của các bé cũng như là các vật dụng vệ sinh khử mùi của trạm. Còn về việc chi phí thú y thì mình không thể thống kê được, vì thực sự là cứ mỗi ca cũng như vậy thì mình có thể chi ra khoảng từ 8 cho tới mười mấy hoặc 20 triệu cũng có. Thực sự thì mình chỉ mong là mọi người khi mà đọc bài viết về mình không nghĩ tới việc đây là nơi bỏ chó bỏ mèo. Rất là nhiều bài báo viết về mình, nhưng mà sau đó là mọi người khi mà đọc được, mọi họ đều nghĩ là có nơi cho tôi bỏ chó, có nơi cho tôi bỏ mèo rồi. Mình chỉ mong mọi người đọc được xong thì mọi người sẽ yêu thương từ nhỏ và có trách nhiệm với từ nhỏ hơn. Vì thật sự thì đối với mình đó là một con chó một mèo, nhưng mà đối với tụi nhỏ chó mèo thì nghĩ luôn coi người chủ là chỉ có duy nhất thôi, nên đừng bỏ tụi nhỏ.